Tết luôn thật đặc biệt với người Việt Nam. Đây là dịp những người con đi xa trở về nhà, sum họp trong từng thân gia đình, quê hương, đất nước, cùng hân hoan chào đón năm mới. Người chưa có điều kiện trở về cũng sẽ hướng lòng mình về quê cha đất tổ với những cảm xúc sâu lắng và thiêng liêng. Tối 2 tháng 2 năm 2024, tại chương trình Xuân Quê Hương năm 2024 ở thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã phát biểu chúc Tết Kiều Bào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 và đánh trống khai hội Bừng Xuân. Chương trình Xuân Quê Hương năm 2024 diễn ra tại Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh viết tiếp Thiên Anh Hùng Ca Gợi Sáng. Phát biểu chúc Tết Kiều Bào, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng khi được chào đón, gặp gỡ đồng bào từ khắp nơi trên thế giới về với quê hương Việt Nam đón Tết. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, người Việt Nam ở nước ngoài, dù thuộc thế hệ nào, ở bất cứ nơi đâu, đã là con lạc, cháu hồng, đều luôn là một phần máu thịt, một bộ phận không thể tách rời của Tổ quốc, luôn hiện hữu trong trái tim, tình cảm của đất nước, dân tộc Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những đóng góp to lớn, những nỗ lực lặng lẽ mà bền bỉ của mỗi người con Việt Nam cho Tổ quốc. Theo Chủ tịch nước, hiện có gần 6 triệu người Việt Nam sinh sống ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dù người đã khẳng định được giá trị bản thân là những cá nhân tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, được các quốc gia sở tại đánh giá cao. Chủ tịch nước cho biết, Đảng, Nhà nước đang hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào về thăm đất nước, đầu tư sản xuất kinh doanh, hợp tác khoa học công nghệ, đóng góp chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và tri thức, làm cầu nối giữa Việt Nam với thế giới. Chủ tịch nước mong đồng bào ta ở nước ngoài về thăm đất nước nhiều hơn, chứng kiến đổi thay của đất nước để cùng chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một lần nữa, tôi chúc đồng bào ta ở nước ngoài và các đồng chí đại biểu một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam không ngừng phát triển. Chúc Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Năm mới, khí thế mới, thắng lợi mới. Sau khi phát biểu chúc Tết, Chủ tịch nước đã đánh trống khai xuân. Hơn 1.500 kiều bào về quê hương đón Tết 2024 đã cùng thưởng thức những màn nghệ thuật đặc sắc đến từ các nghệ sĩ trong nước. Cái chương trình này rất là ý nghĩa đối với mình. Ý nghĩa thứ nhất là mình có thể giao lưu được với các đồng bào kiều bào ở các nước khác. Ý nghĩa thứ hai là nói chung là mình hiểu thêm về đất nước và mình cảm thấy là gần gũi với lãnh đạo. Và còn cái nhỏ nhỏ nữa đó là cái chương trình ca nhạc rất là hoành tráng. Nói chung là rất là hay, rất là thích. Tham dự chương trình rất là ý nghĩa, được tổ chức hàng năm của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài đã mang lại được một cái động lực rất lớn để cho chúng tôi tiếp tục sinh sống, làm việc. Trong năm qua, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, bất ổn chính trị ở nhiều nơi, nhưng kiều bào vẫn nỗ lực thích ứng, ổn định cuộc sống và tiếp tục đóng góp cho quê hương đất nước. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, kiều hối năm 2023 ước đạt 16 tỷ đô la Mỹ, tăng 32% so với năm 2022. Lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 9,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 43,3% so với năm 2022. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây.